Đi câu mấy tiếng đâu mà anh ấy, đôi con chấm đen thì mất cả cần cả cá, sao không nhảy xuống? Nhảy được à? Nhảy cá thì tuồn, nó lôi đi. Thế này thì bắt làm sao được? Mình biết ý vậy thì nó chẳng kéo xuống. Cũng mất cả cần cả cá rồi. Nó cũng vất vát đi. Đi xô phi thôi anh ạ. Giờ có mỗi một cái cần. Nhiều được cái ở đây siêu nhiều. À rồi, nhiều rô phi. Nhiều cá thì chúng tôi làm món gì được anh? Anh em mình á, chiên này, kho này, nướng này, sốt cà chua này. Thôi làm ít món thôi. Làm món gì? Nấu chua. Có cái chua á? Ừ, một cái chua ăn cơm ngon ấy. Rồi một cái chua biết cả giá nữa. Thế mình lên lấy mình vặt lá chùm mê đất đi. Về một cái chua. Thế tí nữa, câu nốt đã. Nhớ đâu là con trắng đen nhỉ? Đúng rồi. Số mình nó đỏ mà. Thấy cũng rất đấy, như con cái đánh nhau ấy, em mượn một tí. Không. Cần của em mà. Ai lấy cần của người bay rồi? Cần anh câu cá trắng đen bay thôi. Nhìn anh câu đánh nhau này. Thế nào đấy? Đấy, câu gì mấy con nữa rồi này đủ bữa rồi. Đấy đúng 3 cục bồn thôi. Đây nhá, em cho anh 3 cục nhá. Đấy. 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 Cùng ăn này, cứ bảo bảo Monica này.
Mai ca dễ tính là xin rất là được mà. Ui, thôi mà. Dọn tao luôn này, nó xù lên này. Rồi, gấp chưa? Lan luôn này. Rôm rôm luôn. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Đây là cái cà phê này. Ngọt mấy nhỉ? Càng ăn khỏe, càng ăn vơi, càng ngon nhỉ? Giòn. Chán được rồi, không bỏ tí nào. Ngọt lên. Ngươi, 100%. Dây tin là con này nó lớn nhanh quá. Mới được có mấy tháng rồi. Đấy. Nào, 100% nhá. Hoàn hết đống. À, không hết đống. Ê à, chấm đôi nào. Ôi. Ba cái trò cốc luôn. Ba cốc chứ. Cứ uống đi đâu thì lấy một đấy. Ngọt đắng ấy. Đấy. À, uống rồi. Ba cứ uống, chẹp tiền tiền thì không phải lo đâu. Tớ giờ lo đâu mà. Chỉ cần là đừng có bảo qua đại ca là được. Đấy. Hôm nay nhá, đừng bảo hết. Được. Ba chuẩn đấy. Sao anh bảo anh bao? Thì bao nhưng nó là tiền. Đi.